Việt Nam tôi đây 4.000 năm văn hiến, Việt Nam tôi đây bao gấm vóc núi sông, Việt Nam tôi đây luôn vững tiến thành công, Việt Nam ngày nay đã sánh bước năm châu. Đây, đang cùng với anh Sáu Phong, hai anh em rất là vui ở trong bàn tiệc. Anh Sáu Phong chào mấy em chút nha. Rồi, dạ. Xin chào tất cả. Dạ. Lúc nào anh em có rảnh thì mời lên đây, dạ, ăn cơm uống rượu với tôi nha. Dạ, rồi, tuyệt vời. Anh Đức Lượng ơi, em đang đứng với anh Sáu Phong, gọi anh nhiều lần không được. Anh Sáu Phong muốn gửi lời đến anh đây. Tôi là Sáu Phong, rất nhớ anh chị Đức Lượng. Nha. Lâu rồi anh chị em mình chưa có dịp gặp nhau, mong rồi có dịp tôi ra Hà Nội hoặc anh chị vào đây mình gặp nhau nha, để hàn huyên câu chuyện sau bao nhiêu năm thương nhớ. Dạ vâng, anh Sáu Phong ơi, chị Giao chị cũng tuyệt vời lắm. Rồi. Chị Giao á giống như là bà xã của anh đó. Rồi. Chị lo cho em dễ sợ lắm, thôi anh nói là chứ là anh và chị lo rồi. Cho em ở đây tuyệt rồi. Vời lắm. Rồi, tôi nghe Hùng nói rằng anh chị lo cho Hùng rất là nhiều, đặc biệt là chị, ca ngợi về chị nhiều lắm. Tôi cũng rất mến mộ chị, chúc anh chị hạnh phúc và hẹn gặp lại. Dạ, đó là câu chuyện giữa em với anh Sáu, để anh Đức Lượng an tâm nha. Em cảm ơn anh rất là nhiều, nhất là chị Giao nha. Ở đây á, là chị Sáu Phong có thương em lắm, em thích, tuyệt vời lắm. Thưa quý vị, tôi với anh Sáu Phong, tức là nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, hai anh em chúng tôi chụp tấm hình lưu niệm nha. Anh Sáu ơi, em vẫn thấy anh khỏe mạnh như xưa, em rất vui, nhưng mà tóc bạc hơn xưa nhiều. Thôi, tóc bạc nhiều rồi. Không, thôi bây giờ như vậy nè, anh đừng có cầm dù cho em phải cầm dù cho anh hôm nay nhé. Rồi, anh em mình đi thăm vườn, dạ. Tuy là tóc bạc nhưng mà tấm lòng vẫn còn nồng cháy lắm. không có bạc đâu. Còn trẻ trung lắm, tuyệt vời lắm. Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ, bây giờ hai anh em mình đi thăm vườn nha. Dạ vâng, dạ. Ồ, Yến nó bay về, nó kêu đẹp, tuyệt vời. Dạ, dạ. Anh Nam Sơn Nguyễn Tấn Trí ơi, em đang ở với anh Sáu Phong. Anh biết là ai rồi đó, đó là nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mà em nhắc với anh nhiều, rất là nhiều. Anh Sáu Phong có nghe về anh và anh rất thích, anh cũng nói là mời anh tới nhà anh. Anh Sáu Phong anh nói sao với ông Nam Sơn Nguyễn Tấn Trí chút đi. Rồi, qua Hùng á, tôi nghe nói về anh, tôi cũng rất là mến anh. Anh em mình cũng trạc tuổi nhau. Yeah. Nếu có dịp mời anh lên đây là anh em mình gặp nhau, ăn bữa cơm uống cốc rượu nha. Còn liên lạc thì anh lúc nào anh về nước thì anh liên lạc với tôi theo số điện thoại của Hùng sẽ cung cấp cho anh. Rồi, tuyệt vời, em cảm ơn anh Sáu Phong rất là nhiều. Dạ. Thưa quý vị, tôi với anh Sáu Phong, tức là nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, hai anh em chúng tôi chụp tấm hình lưu niệm nha. Anh Sáu ơi, em vẫn thấy anh khỏe mạnh như xưa, em rất vui, nhưng mà tóc bạc hơn xưa nhiều. Thôi, tóc bạc nhiều rồi. Không, thôi bây giờ như vậy nè, anh đừng có cầm dù cho em phải cầm dù cho anh hôm nay nhé. Rồi, anh em mình đi thăm vườn, dạ. Tuy là tóc bạc nhưng mà tấm lòng vẫn còn nồng cháy lắm. không có bạc đâu. Còn trẻ trung lắm, tuyệt vời lắm. Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ, bây giờ hai anh em mình đi thăm vườn nha. Dạ vâng, dạ. Ồ, Yến nó bay về, đó. Nó kêu đẹp, tuyệt vời. Dạ, dạ.
Việt Nam mến yêu, dẫu có đi xa, luôn mong ngày